你好 Cathy Hà xin mến chào quý vị. Đây là chương trình 5 phút với Cathy. Cathy sẽ làm cái món nào mà cho hợp với lối ăn của mỗi ngày của chúng ta. Cũng như hôm nay mình sẽ làm một cái mì mà mình sẽ ghé qua Đài Loan mình mượn. Đó là mì khô. Đây là thịt gà xay rồi. Mình sẽ có cái mì, đó là mì tươi Canada. Mình có cái rau thơm cũng giống như là một tí xíu xanh mà mát, đó là dưa chuột. Và kế bên đây đó thì quý vị thấy hai cái chai này, một chai nó gọi là của Thái, ớt xào dầu ăn, có mùi vị rất là thơm. Cũng kế bên này là cái gì cay cay và giòn giòn, đó là giống như là ớt sa tê mà khô. Mình sẽ xài hai muỗng to như thế này. Tại trong này nó có gia vị cũng giống như màu rất là đẹp. Xong rồi mình để vào luôn là thịt đây. Đó. Mình lấy cái muỗng xong rồi mình dầm dầm nó ra như thế này. Cứ xay vào đây luôn. Thì để một muỗng canh nước mắm vào đây. Đó. Mình để tí xíu dầu vào đặng cho mì nó không dính đó. Mình trộn như thế này. Đó, xong rồi mình mới được thưởng thức. Và nhiều người thích á, là họ có thể để gì? Tí xíu dầu. Cái này là giống như là dầu mè đây. Đặng cho nó cay cay. Nó béo béo. Có thể để một tí xíu. Mình làm như người Đài Loan đi nha. Đó, mình lấy một cái muỗng. Xong rồi Cathy hay quấn quấn như thế này là ăn nhiều hơn. Giống như là ăn pasta đó. Mình thấy đây, một đũa nè, có mì nè, có rau nè, rồi có thịt nữa, thịt gà. Người ta nói mì cộng dài chừng nào, tiền vô nhiều chừng đó. Nên ăn ngoài không hết. Rất là ngon. Cathy mong rằng quý vị đã theo dõi chương trình và sẽ đi ra ngoài chợ mua vài bát mì và tí xíu thịt về để làm cái món mì khô gà hôm nay. Cathy mong quý vị có một ngày rất là vui vẻ. Và hẹn gặp kỳ sau, mình sẽ cùng nhau làm một món ngon nữa nha. Thank you, bye bye.